Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 15 năm 2023. Đây là sàn giao dịch việc làm cuối cùng trong năm 2023. Theo đó, tại sàn lần này có 18 đơn vị đăng ký tham gia, với tổng nhu cầu tuyển dụng là trên 1.600 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông với trên 76% và lao động sơ cấp nghề gần 20%. Kết quả có 410 lượt lao động đã tham gia tư vấn việc làm, các doanh nghiệp tiếp nhận 340 hồ sơ và dự kiến tuyển dụng khoảng 310 người. Theo đánh giá, sàn giao dịch việc làm thu hút một số đơn vị tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như may mặc, giày da, xuất khẩu lao động, bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính, viễn thông, bảo vệ, v.v. tuyển dụng nhiều vị trí việc làm.